Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến một nhà hàng tên là Sushi Samba ở Dubai và nó ở trong Nakheel Mall. Nhà hàng này khá là lớn, có view 360 độ ra rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở Dubai. Nó nằm trên tầng 51 của The Palm Tower. Bình thường mình phải trả tiền cho những địa điểm cao như thế này để ngắm view ra toàn thành phố hay là ngắm view ra biển. Nhưng mà cái nhà hàng này thì nó đã ở trên cao sẵn và mình có thể nhìn thấy toàn thành phố cũng như là biển ở Dubai nó đẹp như thế nào. Nhất là cho những ai thích chụp ảnh quay phim về Dubai, những địa điểm đẹp ở Dubai và thích đồ ăn ngon nữa thì đây là một địa điểm thực sự là không thể bỏ qua nha. Chỗ tay mình chỉ là khách sạn cánh buồm 7 sao Burj Arab này. Đây là tòa tháp đôi ở Media City này. Còn đây là trục chính của đảo cọ The Palm Jumeirah. Gọi là đảo cọ vì đây là hòn đảo nhân tạo hình cây cọ có thể được nhìn thấy từ ngoài không gian. Ở đây thì có rất là nhiều resort nghỉ dưỡng cao cấp, khu mua sắm hay là nhà hàng, rồi nói chung là có rất nhiều thứ để làm. Ví dụ như là có thể bơi với cá heo hay là đi trực thăng quay vòng quanh ngắm Dubai từ trên cao. Mà máy bay thì sẽ đỗ ở cái sân bay dành riêng cho máy bay trực thăng trên sát đỉnh khách sạn 7 sao Burj Arab ấy. Đằng xa này có cái bánh xe tên là Ain Dubai, có nghĩa là mắt của Dubai. Nó nằm trong khu Blue Waters. Đấy là cái bánh xe cao nhất thế giới. Hôm nào có thời gian mình sẽ nói nhiều hơn nha. Bây giờ thì xem đồ ăn như thế nào nào. Hôm nay là mình đi ăn business lunch thì sẽ có set menu. Mở đầu sẽ là miso soup. Soup miso ở đây khá là đậm đà và ngon. Nhất là mấy cái nấm ăn vừa giòn vừa dai, cực kỳ đặc biệt. Không biết đầu bếp xử lý như thế nào, nhưng mà những quán Nhật mình từng ăn qua, ngay cả ở bên Nhật đi nữa thì mình cũng không có được ăn cái nấm nó đặc biệt như thế. Xong rồi vừa ăn vừa lại nhìn lại xem thành phố mà mình đang sống và đã sống được 9 năm nay nó đẹp như thế nào. Cảm ơn chồng lúc nào cũng rủ vợ đi ăn ngon và để hai vợ chồng có không gian riêng tư với nhau. Hôm nay trời hơi mây mù nên là không nhìn được rõ tận ra xa, nếu không thì sẽ nhìn được cả cái tòa tháp cao nhất thế giới tên là Burj Khalifa. Đảo cọ Palm Jumeirah được xây trên biển nên là bao quanh các nhánh cọ đều là biển. Sau miso soup thì sẽ là salmon ceviche. Nó làm sốt bằng chanh leo nên là vị chua khá là dịu, không bị gắt. Còn đây là món đậu phụ rán giòn với sốt gừng. Và bên cạnh là món cá Supreme Ceviche. Nó có khoai lang sấy giòn và ngô sấy của Peru khá là đặc biệt. Cho main dish thì mình ăn bò sốt gan ngỗng và cá black cod fish. Đây là set menu nên là mỗi cái đĩa này nó cũng sẽ nhỏ hơn so với mình gọi từng món riêng. Cái cá black cod này của họ làm thực sự ngon xuất sắc. Họ nấu bằng rượu miso trắng và một số nguyên liệu tên tiếng Nhật hơi dài. Vì biết mình rất là thích ăn cái cá black cod này nên là anh này vừa ăn vừa đút cho vợ nữa này. Rất là trân trọng chồng, lúc nào cũng để ý và chiều vợ. Đây sẽ là cái video đầu tiên mình làm về review nhà hàng. Bởi vì mình nghĩ là mình đi ăn rất là nhiều, tại sao lại không làm cái video để giới thiệu cho mọi người và để sau này mình cũng có thể xem lại nữa. Nên là anh ấy đang không hiểu tại sao mình lại quay anh ấy ăn như thế này. Cái miếng này nó rất là đặc biệt, nó dai như là măng, nhưng mà nó lại có vị gừng. Và một đầu thì chắc người ta sẽ phải nhuộm bằng củ dền tím. Ăn nó có vị gừng cay rất là mạnh. Và đầu màu hồng thì chua, còn đầu kia thì dịu hơn một chút. Trong cái set menu thì có một miso soup, hai món khai vị và một món chính. Ăn như thế thì thực sự là có thể chưa đủ no nên là vợ chồng mình có gọi thêm một số món. Nhưng mà lúc đấy mình lại có ít việc phải làm bằng điện thoại nên là không quay lại được. Còn đây là món tráng miệng. Vợ chồng mình đi đâu đặt nhà hàng hay khách sạn thì cũng nói là kỷ niệm, ngày kỷ niệm của hai đứa. Nên là lúc nào cũng sẽ được ưu đãi, ưu tiên, rồi quà tặng. Thực ra với mình ngày nào vui và hạnh phúc ý, thì cũng đều có thể tính là ngày kỷ niệm. Đâu có phải cứ đợi đúng ngày này năm sau thì mới là ngày kỷ niệm được đâu, đúng không? Cái bánh này ăn với kem vừng này. Còn đây là kem mochi. Mình cũng không thích ăn ngọt lắm, nhưng mà riêng món kem mochi thì sẽ không bao giờ từ chối luôn. Có 3 vị là xoài, trà xanh và caramel. Ăn xong rồi cho tôi selfie tí nha.
Về nhà xem lại mới thấy cảnh anh chồng ăn xong món tráng miệng chắc ngon quá nên là vẫn còn mút dĩa.